Long xin giới thiệu với tất cả các bạn một sản phẩm, đó là mô hình mannequin dùng để học massage trang điểm nấu mì tại nhà. Với các bạn nào mà chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể sử dụng cái mô hình này để mà rèn luyện thêm kiến thức cho mình, để có thể vững chắc tay nghề khi mà mình mở cửa tiệm. Hoặc là các bạn nào đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn cũng có thể sở hữu cái mô hình này để mà trang trí thêm cho cái salon hoặc tiệm của mình trông đẹp hơn ha các bạn. Với chất liệu silicon dễ dàng các bạn có thể thao tác trên cái mô hình này. Cân nặng của nó cũng chỉ có 1,7 kg, cho nên rất là tiện để các bạn có thể để bất cứ đâu trong cái căn phòng của mình. Bây giờ thì mình xin giới thiệu chi tiết sản phẩm nha. Sau đây là toàn thân cái mô hình của chúng ta ha. Các bạn nhìn thấy đó, toàn thân đều làm bằng silicon, các bạn có thể massage bất cứ chỗ nào. Các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng các bạn. Với khuôn mặt này thì các bạn có thể trang điểm trên đây hoặc là nối mi trên đây cũng được. Các bạn cũng có thể massage trên khuôn mặt này luôn. Các bạn thấy đó, rất là nhẹ nhàng. Cái mô hình này thì làm bằng silicon cho nên rất là hợp với vệ sinh môi trường của chúng ta. Các bạn có thể rửa và trang điểm lại. Các bạn cũng có thể dùng cái mô hình để trang trí cho cái salon của chúng ta cũng rất là đẹp ha các bạn. Vừa rồi thì mình vừa giới thiệu sơ qua cái mô hình mannequin này cho các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới video này, sẽ có nhân viên gọi điện cho các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào website dungcubibach.com để xem thêm thông tin chi tiết. Các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0947701001, sẽ có nhân viên hỗ trợ các bạn. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.